Anh Ly ơi, bán bánh mì có 20.000 đồng một ổ thì khó trở lên giàu có lắm. Đúng nha các bạn. Khi mà chúng ta kinh doanh ấy, rất là nhiều chuyên gia còn nói là chúng ta phải bán hàng giá trị cao thì chúng ta mới có được nhiều tiền, và chúng ta phải đi phục vụ người giàu thì chúng ta mới có được nhiều tiền. Nhưng đối với mô hình bánh mì bán 20.000 thì khó giàu lắm. Thì đúng nha các bạn. Nhưng chỉ đúng với trường hợp là anh em bán số lượng ít thôi. Nếu mô hình bánh mì muốn trở lên thành công thì anh em phải bán số lượng lớn. Anh em nhớ nhá, phải bán được số lượng lớn và đơn hàng phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó, nên muốn kinh doanh bánh mì thành công thì chúng ta phải bán được hàng số lượng lớn và đơn hàng phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại vì bánh mì của chúng ta cái giá trị nó rất là nhỏ, nên chúng ta phải bán được số lượng lớn và đơn hàng phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Bên Duy đang có hơn 500 điểm bán. 500 điểm bán này thì đang tạo ra cho thị trường, đang bán cho thị trường một ngày 450.000 ổ bánh mì trên một ngày. Nên là cái số lượng lớn chứ không phải là giá trị cao nha các bạn. Hãy tập trung vào bán số lượng lớn nếu anh em đang kinh doanh bánh mì.